Light Finance, the world of financial freedom. Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Light Finance. Các bạn thân mến, mô hình nến đảo chiều là một trong những chỉ báo phân tích cực kỳ hiệu quả dành cho các nhà giao dịch Forex. Sẽ không có gì bất ngờ khi nói rằng nếu bạn hiểu rõ các mô hình nến đảo chiều thì bạn có thể làm chủ 60% trong phân tích kỹ thuật. Tại sao lại như vậy? Bởi mô hình nến đảo chiều sẽ giúp trader xác định đúng xu hướng và đúng thời điểm. Đây là những yếu tố tạo nên thành công của một giao dịch. Nếu như bạn đã quá chán với những chỉ báo phức tạp thì bạn có thể ghi nhớ những mô hình nến đảo chiều mà chúng tôi đang giới thiệu trong video ngày hôm nay. Những mô hình nến đảo chiều này sẽ giúp bạn trở thành một trader xuất sắc. Vậy hình nến đảo chiều là gì? Mô hình nến đảo chiều được biết đến là một tập hợp những cây nến ghép lại với nhau để tạo ra các mẫu hình cụ thể, thông qua đó giúp nhà đầu tư biết được sự chuyển đổi xu hướng từ tăng sang giảm hoặc ngược lại, từ giảm sang tăng. Vậy tại sao nhà đầu tư cần phải nắm bắt các mô hình nến đảo chiều? Với một thị trường đầy biến động như Forex thì xu hướng giá cũng là cách để phản ánh tâm lý giao dịch tại thời điểm đó. Như lý thuyết Dow từng chỉ ra rằng không có một thị trường nào tăng mãi cũng như không có thị trường nào giảm mãi, nên trong thời điểm giá dịch chuyển sẽ có một quá trình chuyển đổi từ giảm sang tăng hoặc từ tăng sang giảm, hay còn được biết đến bằng tên gọi xu thế đảo chiều thị trường. Tất nhiên, những biến động này sẽ diễn ra một cách từ từ, được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Bất cứ trader nào cũng coi đây là điểm mấu chốt để có thể đóng lệnh hoặc vào một lệnh mới. Thực tế có rất nhiều mẫu mô hình đảo chiều đang được sử dụng hiện nay. Việc của trader là áp dụng đúng các mẫu mô hình có độ tin cậy cao nhất để có thể chiến thắng trong các lệnh giao dịch Forex của họ. Tiếp theo đây là những lưu ý sử dụng các mẫu mô hình đảo chiều. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi chỉ lựa chọn những mẫu đảo chiều hiệu quả nhất. Các bạn chỉ cần nhớ các mẫu mô hình này là có thể tự kênh giao dịch trên thị trường. Để mô hình đạt hiệu quả, bạn nên kết hợp với các chỉ báo, các đường trendline, các kháng cự, hỗ trợ hay các đường MA. Hai dạng cụm nến đảo chiều là đảo chiều tăng, đảo chiều giảm. Bạn nên nắm rõ vị trí của các mẫu nến cũng như xác định xu hướng trước khi sử dụng mô hình. Ngoài ba dạng mô hình đảo chiều gồm mô hình đảo chiều đơn, mô hình đảo chiều đôi hai nến và mô hình đảo chiều ba nến thì bạn nên nắm bắt thêm một mô hình nâng cao khác được chúng tôi đề cập ở những bài học kế tiếp nhé. Vậy có bao nhiêu mô hình nến đảo chiều? Hiện tại trên thị trường có trên 40 mô hình nến đảo chiều phổ biến và hiệu quả nhất. Tuy nhiên, về cơ bản có hai loại mô hình đảo chiều xu hướng gồm mô hình nến đảo chiều giảm giá và mô hình nến đảo chiều tăng giá. Nếu cụm nến đảo chiều giảm phản ánh rằng xu hướng tăng giá có thể kết thúc và hình thành xu hướng giảm giá, thì các cụm nến đảo chiều tăng giá lại mang ý nghĩa ngược lại, dự báo rằng xu hướng giảm giá chuẩn bị kết thúc và hình thành xu hướng tăng. Tiếp theo đây là các mô hình nến đảo chiều tăng giá cần biết: Dragonfly Doji hay còn gọi là nến chuồn chuồn, Bullish Angel Fling nến nhấn chìm tăng, Piercing Pattern nến đường nhọn, Bullish Harami Hammer nến búa, Invert Hammer nến búa ngược, Morningstar nến sao mai, Bullish Abandoned Baby em bé bị bỏ rơi. Các mô hình nến đảo chiều giảm giá cần biết: Gravestone Doji hay còn gọi là Doji Bimo, Bearish Angel Fling nhấn chìm giảm, Shooting Star nến bằng sao, Evening Star nến sao hôm. Nhưng mà chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về những mô hình nến đảo chiều phổ biến. Ở bài học tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu nghiên cứu vào các mô hình đảo chiều tăng giá và giảm giá. Hãy cùng theo dõi để giao dịch hiệu quả hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.